Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật 13 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Thua đau tại Ukraine, Putin lùng bắt tướng tình báo Nga. Đây là hình ảnh Tổng cục An ninh của Nga, viết tắt là FSB. Thời gian vừa qua, cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày càng trở nên khốc liệt và gặp sự phản cự không ngờ của các quân đội và nhân dân của Ukraine, dẫn đến cái chết của hơn 10.000 binh lính của Nga. Và hiện nay, ông Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho rằng đã ra lệnh quản thúc người đứng đầu Cục Đối ngoại của Tổng cục An ninh Liên bang Nga, viết tắt là FSB, và cấp phó của ông ta sau khi đổ lỗi cho họ về những thất bại trong hoạt động tình báo trước khi xâm lược Ukraine. Được biết, ông Putin dường như đã nhận được những thông tin không đúng về Ukraine. Sergei là Cục trưởng Cục 5 Cơ quan Thông tin Tình báo và Quan hệ Quốc tế trực thuộc An ninh Nga, viết tắt là FSB. Và đây là một cục rất quan trọng và nhiều quyền lực tại Nga, nơi theo dõi và bắt giữ rất nhiều nhà hoạt động cũng như hoạt động ở nước ngoài. Cục này vốn cũng gây ra nhiều vụ được cho rằng ám sát của những người đối lập Nga tại nước ngoài. Cũng bị bắt là có Antonio, cấp phó của Bezeda, theo báo Stovado nói. Tờ báo Anh Independent vào ngày 12 tháng 3 thì tường thuật như sau. Theo một chuyên gia hàng đầu về ngành an ninh của Nga, Sergei, người đứng đầu Cục Tình báo nước ngoài của FSB, đã bị bắt cùng với cấp phó của ông ta là Anatoly Bukilo. Và đây là những nhân vật trước đó đầy quyền lực trong cục này, và dường như ông Putin đã không hài lòng với cuộc chiến tại Ukraine và bây giờ đổ lỗi cho họ. Đây là hình ảnh Sergei là Cục trưởng Cục 5 Cơ quan Tình báo Chiến lược của Nga. Cơ quan này đã có hoạt động từ rất lâu, và trước đó bản thân ông Putin cũng từng hoạt động là một sĩ quan của KGB của Liên Xô cũ, tức là sĩ quan tình báo. Andrei Sarkov, người đồng sáng lập và biên tập viên của một tờ báo Agentur, cơ quan giám sát hoạt động của cơ quan mật vụ Nga, tiết lộ rằng các nguồn tin bên trong của FSB đã xác nhận việc giam giữ cả hai người này. Và phải chăng họ sẽ chuẩn bị đối diện với mức án khá cao từ ông Putin? Vụ bắt giữ được chứng thực thêm bởi Vladimir Okin, một nhà hoạt động nhân quyền người Nga đã lưu vong ở nước ngoài. Người cũng đã nói thêm rằng các sĩ quan FSB đã tiến hành lục soát hơn 20 địa chỉ ở Moscow, nơi các đồng nghiệp của họ bị nghi là nói chuyện với các nhà báo và cung cấp ra ngoài rất nhiều thông tin cơ mật của Nga. Và nhờ đó, tình báo của nước ngoài, đặc biệt là tình báo của các nước NATO, đã nắm bắt được kế hoạch. Ông Okin đã nói với tờ báo The Times rằng mặc dù các cơ sở chính thức của vụ bắt cóc giữ chưa được đưa ra là do cáo buộc biển thủ công quỹ, nhưng ông nói rằng lý do thực sự là thông tin không đáng tin cậy, không đầy đủ và một phần sai lệch về tình hình chính trị ở Ukraine, làm cho người lính Nga khi tiến vào Ukraine tưởng rằng người dân Ukraine sẽ ủng hộ, mang hoa và tiếp đón họ, nhưng ngược lại họ chỉ nhận được những cái chết bất ngờ. Đây là phù hiệu của cơ quan tình báo của Nga khét tiếng. Và tại Ukraine không những thế, cơ quan tình báo Nga đã đánh giá sai lầm về khả năng đề kháng của Ukraine với quân đội Nga và hiện nay đang phải trả giá. Tờ báo Anh Daily Mail thì viết rằng Putin được cho là đã đổ lỗi cho cơ quan tình báo đã đảm bảo với ông rằng trước cuộc xâm lược, các lực lượng của Nga sẽ chỉ đối diện với sự kháng cự rất nhỏ nhoi từ quân đội Ukraine, và chính người Ukraine cũng mong muốn loại bỏ các nhà lãnh đạo của họ. Nhưng điều này đã trở nên ngược lại, và giờ đây Ukraine dường như là một cối xay thịt đối với Nga khi hàng loạt các chiến xa bốc cháy. Còn trang Medusa thì tường thuật rằng các nhà báo Andrei Sotov và Ina cũng là người lâu nay chuyên đưa tin về các cơ quan an ninh của Nga, nói rằng phòng tình báo nước ngoài FSB cục 5 đã trở thành mục tiêu của các cuộc trấn áp liên tục xảy ra vừa qua. Theo các nguồn của Saratov và Bogan, ban lãnh đạo Cục 5 đã bị quản thúc tại gia, vẫn chưa có xác nhận chính thức về những báo cáo này. Tuy nhiên, những hoạt động trong ngành tình báo của Nga thường được giữ kín và họ bị cáo buộc với những tội danh khác nhau nhằm bắt giữ. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga dường như thất vọng về cuộc chiến không diễn ra như ông ta nghĩ, với kế hoạch chỉ có 3 ngày là tiến vào thủ đô Kiev và Ukraine đầu hàng. Nhưng bây giờ cuộc chiến đã gần 20 ngày nhưng vẫn chưa thể tiến vào Kiev, và ngày 1
khó khăn hơn. Sang ngày 12 tháng 3, các lực lượng Nga cũng đang tăng cường chiến dịch tàn phá nhằm vào các thành phố và thị trấn trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Tổng thống Zelensky của Ukraine hôm thứ Bảy đã cáo buộc Moscow đang muốn phá vỡ ý chí của người dân bằng một cuộc chiến hủy diệt. Tức là Nga, thay vì tấn công vào các thành phố và giữ nguyên hiện trạng các thành phố, nhưng bây giờ họ đã bắt đầu dùng bom dài thảm để phá các thành phố này trở thành bình địa. Kính mời các bạn xem bản tin nhật ký của tay súng bắn tỉa giỏi nhất thế giới tại Ukraine. Tình nguyện viên Vali đang chiến đấu tại Ukraine, một trong những tay súng bắn tỉa đáng sợ nhất thế giới đã đóng chốt ở Ukraine. Đây là thông tin được truyền thông quốc tế loan tải về việc người lính kỷ lục thế giới đã bắn chết quân IS cách xa hơn 3 km bằng súng bắn tỉa. Người Canada chỉ được biết đến với biệt danh Vali đã lập kỷ lục thế giới vào năm 2017 khi bắn chết một tên khủng bố IS từ khoảng cách 3,4 km. Bây giờ anh ấy muốn chiến đấu bên cạnh đồng đội quân anh hùng Ukraine. Đây là hình ảnh tay súng bắn tỉa lừng danh Vali trên thế giới. Cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày càng trở nên khốc liệt và nhiều người trên khắp thế giới đã đổ về Ukraine để đầu quân. Ngoài khẩu súng bắn tỉa, anh ta còn có máy ảnh bên mình và ghi lại thời chiến hàng ngày trong cuốn nhật ký trên mạng xã hội. Tên tài khoản của anh ấy được viết tắt. Vali đến từ Montreal, 40 tuổi, cha của một cậu bé và anh ta đã kết hôn. Mô tả sứ mệnh của mình cùng với tổng số 20.000 tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia cuộc chiến tại Ukraine theo lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông đã kêu gọi như sau: là những khoảnh khắc biết ơn của những người lính và người dân, tôi tin tưởng và kêu gọi các bạn hãy trở về Ukraine tham gia như những chiến binh nước ngoài được tổ chức theo hình thức quân đoàn quốc tế. Và con số này tăng lên mỗi ngày. Những người lính từ khắp nơi trên thế giới sau khi giải ngũ bây giờ họ lại dồn về Ukraine để chiến đấu chống lại quân Nga. Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng đang diễn ra của trận chiến kéo dài qua lời kể của nhân chứng Vali này. Đó là các cửa hàng ở khắp nơi tại Ukraine đã bị đóng cửa, các thành phố đã biến thành pháo đài, cộng với tiếng còi báo động liên tục của các cuộc không kích do Nga tổ chức đánh bom vào các thành phố của Ukraine. Nhật ký của anh ta bắt đầu vào ngày 27 tháng 2, 3 ngày sau khi bắt đầu cuộc chiến. Người lính bắn tỉa đang chuẩn bị cho nhiệm vụ tham chiến riêng của mình ở Ba Lan và kêu gọi các chiến binh từ khắp nơi trên thế giới theo dõi anh ta và viết rằng đừng hung hăng thụ động nữa, đóng gói, chúng tôi không có thời gian để lãng phí. Anh viết như vậy và lên đường ra mặt trận. Đây là hình ảnh những người lính tình nguyện và binh đoàn quốc tế chiến đấu tại Ukraine chống quân Nga xâm lược. Nga đã bị tổn thất rất nặng nề tại Ukraine vì không lường trước được sự kháng cự quyết liệt của quân và dân Ukraine. Và giờ đây vào ngày 1 tháng 3, anh Rambo, người Canada, người vẫn đang làm việc như một lập trình viên máy tính cách đây 2 tuần, đã vượt biên qua Ukraine. Một trong những đồng đội của anh ta nhận được cuộc gọi từ vợ anh, một người Ukraine, rằng cô ấy đang trốn trong hầm với con gái, bạn có thể nghe thấy tiếng bom nổ, cửa sổ rung lên. Anh ấy lưu ý rằng cùng với những người bạn của mình, anh ấy đã đổ đầy xăng vào các thùng để pha cocktail Molotov, là loại vũ khí có thể cầm để ném, đó là những chai xăng và bốc hỏa, thiêu cháy những chiếc xe của Nga. Sau một đêm ở nhà trọ trên Ambi, anh viết vào ngày hôm sau như sau: có một bầu không khí hào hùng ở đây, có rất nhiều câu chuyện về những chiến binh và những người bình dị đã chống lại quân đội Nga. Anh ghi lại cách những người nông dân nhanh chóng kéo chiếc xe tăng Nga đi, trở thành chiến lợi phẩm của mình, và tiếp mặt trận, khu rừng đầy rẫy những phương tiện chiến đấu của kẻ thù xâm lược. Đó là những chiếc xe tăng, những chiếc xe bọc thép đang rình mò của bao vây các thành phố của Ukraine. Đây là hình ảnh xe tăng và phương tiện thông tin vũ khí Nga bị vứt bỏ tại Ukraine vì quá lạnh và không còn xăng. Vào ngày 4 tháng 3, thì Vali đề nghị đề cập đến bạn bè của mình, ba người đàn ông ở Quebec và toàn bộ những người Anh
vượt qua biên giới với đầy đủ thiết bị chống bạo động sẽ có cảm giác giống như là một tham gia một cơn bão Normandy. Và máy bay chiến đấu của quân Nga đã tấn công nhóm của họ. Tiếp theo ngày hôm sau, một đội SWAT ở Ukraine, tức là một đơn vị cảnh sát gõ cửa nơi ở của họ. Trong quá trình khám xét, họ áp sát anh vào tường, súng nhắm vào những người nước ngoài. Một người bạn đã bị ném xuống đất, di ủng lên mặt. Nhưng người Ukraine nhanh chóng nhận ra rằng chúng tôi cùng phe và chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè. Cùng ngày, ông viết tiếp, đất nước đang rơi vào một ngày tận thế thực sự. Những người dân nghèo ở đây, máy bay trực thăng thì bay dọc trên các con đường đất nước như các ác thú. Họ gặp một người ông già và thấy ông ấy bắt tay chúng tôi, không nói một lời, chỉ có nước mắt của ông ấy. Đây là hình ảnh người dân Ukraine đang chạy chiến tranh sang các nước châu Âu và con số lên đến nhiều triệu người tại Đức, tại Ba Lan và các nước khác đang đón tiếp và hỗ trợ giúp đỡ họ, trong đó có rất nhiều người Việt Nam. Vào ngày 6 tháng 3, anh tiếp cận mặt trận, ngay cả khi vẫn còn những tàn tích cuối cùng cuộc sống bình thường như người bắn tỉa nói về một cái vòi hoa sen nóng và một bữa ăn thịnh soạn trong một quán rượu. Các thanh chắn xe tăng hình chữ X ở phía trước, cửa minh họa cho cuộc sống hàng ngày của người Ukraine đang đối diện, đó là chiến tranh. Và ngày hôm sau, anh ấy bình luận về những bức ảnh cho thấy những người lính Nga rất trẻ, sợ hãi sau khi bị bắt giữ. Anh viết, đừng đánh giá thấp người Nga nhưng cũng đừng đánh giá quá cao họ và ví von. Chiến thắng nằm trong tầm tay khi bạn nhìn thấy thất bại trước mắt kẻ thù. Và giữa những khoảnh khắc vẫn còn những điều dường như ngớ ngẩn đang diễn ra. Đó là một người phụ nữ Ukraine đã vô hiệu hóa một chiếc máy bay không người lái của Nga khi cô ta ném một lọ dưa muối từ ban công xuống trúng nó. Nhưng vali cũng trải qua những cảnh tượng rùng rợn và kinh dị của chiến tranh như những con búp bê hóa trang thành lính Nga đã bị treo bên cạnh một trạm kiểm soát của Ukraine, nhìn rất rùng rợn. Đây là hình ảnh những vũ khí chống tăng rất hiện đại của quân đội Đức viện trợ đến tay quân đội Ukraine và có thể bắn cháy tất cả các loại xe tăng của Nga với hình thức bay tới và đâm thẳng xuống nóc và phá vỡ từ bên trong. Người Canada cũng ghi nhận lại nỗi sợ hãi của dân thường phải co ro trong các hầm trú ẩn khẩn cấp trong cuộc không kích liên tục. Họ kiên nhẫn ngồi trong tầng hầm và kiểm tra điện thoại di động. Tuy nhiên, cấu trúc của các tòa nhà sẽ vẫn còn nguyên vẹn dưới làn đạn thông thường của pháo binh, nên việc tìm chỗ trú ẩn nấp khỏi bom đạn thường không khó khăn gì. Nhưng nhìn chung, khung cảnh của các tòa nhà bị hư hại, khói mù mịt và chướng ngại vật chống tăng được nhắc đến. Vali viết tiếp trong nhật ký của mình. Vào ngày 10 tháng 3, anh ấy mô tả những bước chuẩn bị đầu tiên cho việc chuẩn bị vào chiến đấu. Anh viết, chúng ta phải thu thập thông tin kẻ thù ở đâu, làm thế nào để chúng ta tiến lên. Chiến tranh như một trận đấu quyền Anh, nó đang tiếp tục. Và anh viết tiếp, trước khi đánh cần cân nhắc và hít thở thật sâu. Được biết, cựu binh sĩ này đã làm nên lịch sử ở Iraq vào năm 2017 khi tiêu diệt một tên khủng bố nhà nước Hồi giáo IS từ khoảng cách tới 3.450 mét. Đó là phát súng giết người dài nhất mọi thời đại.